bạn đã quay trở lại với siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và hôm nay Vân sẽ giới thiệu đến mọi người bàn cầu American Standard có mã số 2407WT. Thì các bạn có thể thấy bên cạnh Vân là bàn cầu hai khối sử dụng chế độ hai chế độ xả, đây, tiết kiệm nước. Thì bàn cầu này mọi người có thể thấy mặc dù là bàn cầu hai khối nhưng chân cầu được thiết kế rất là trơn láng, không hề có ngóc ngách gì cả, thì việc vệ sinh rất dễ dàng. Và hơn nữa thì bàn cầu này sử dụng hệ thống nắp êm, đây, nắp đóng êm rơi từ từ. Việc sử dụng nắp êm này sẽ hạn chế được tiếng ồn cũng như là giúp cho chúng ta không phải lo lắng về việc là nứt vỡ khi mà sử dụng lâu. Đây, các bạn có thể để ý thì lòng bàn cầu cũng rất là sâu cho nên sẽ không có lo việc là sử dụng bị nước văng ra bên ngoài. Bàn cầu này sử dụng hệ thống xả si phong với những lỗ nhỏ, khi mà các bạn rờ tay vào cái vành bàn cầu thì sẽ thấy. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bàn cầu này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nhé. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh siêu thị thiết bị vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và bây giờ xin hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Chào tạm biệt.